Cái này không có bên vườn. Thank you.
45. Mấy kêu để hôn nhau. Vâng. Cái này thằng em qua những phần nhỏ được, cái này xử lý được mà. Dạ. Cái này em bên Thank you.
bà bán hơn trăm nghìn kìa. Không khí chợ bà ra vạ thế này. Bà sẽ không ra đâu. Anh, bà nó bị dán dán thế này được không? Đây chụp ảnh nhá. Mời ơi, cắt đi bà. Anh là con vào đấy hả? Bà đặt tiền rồi, vườn này của anh rồi, bà đặt tiền rồi. Vườn của anh. À. Bà đấy, bà đặt tiền đấy. Em lại cắt được. Nào em ơi. Bóc mấy người đấy đi. Cứ bóc ra để ấy. Hả? Quay lên. Thấy được. Thấy được rất nhiều. Cả gì nó ghét mà nó gì. Không cầm chỗ nó đã quắn lên cái. Chiều dày vàng nó châm dụng hết, mai dụng hết. Hey. Em có chơi đi làm này quanh năm.
nhìn em rất quay lên tin rất tin lắm. Bữa anh vào sân đi chơi đi. Đi chơi gì? Đến thì hòa. Đến thì cái mũi của anh. Đây là châm là nữa. Châm chả chân là nó không chết gì. Chả thấy anh bảo bây giờ nó trước mắt lại nắng, trước đầu như lên quay nó hôm nó mát trời mát. Lấy không? Em hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bán được đâu. Nó bán được mấy cân dưa rồi. Sau này lấy. Ăn kiếm không? Ăn kiếm chứ không đưa cho 2 tỷ tiền. Ôi là nhà này nó thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị. Thank you.
Đây là quả ấy, bú sữa. Bú sữa.
bán rẻ như cho luôn, mà rẻ như cho thì đừng có lo hàng đắt, mà rẻ như bèo thì giàu nghèo cũng mua được. 30.000 đồng một cái, 39.000 đồng một món, 39.000 đồng một sản phẩm. Máy xay có ốc đơn, sẽ chỉ bắt tay xay không tốn tiền mà xay đâu được đấy. Sẽ phải không là máy lạnh chỉ có 10.000 đồng, không nói mà chưa có chồng đi. Thôi xin nhớ đâu nữa hả? Con nào mà chuyện bỏ trông trên, bác gái mà mạng á? Tới già luôn, con nào mà chưa có mặt chơi, đưa nhau lại rồi. Con nào mà chưa có mặt chơi, đưa nhau lại rồi. Thank you.
I
Xem số không? Số này. Bảo không đúng số không? Có. Rồi. Bye.
họ cả các bạn, đi họ các bạn chứ không phải không? Lấy nước cả đây đi. Có không nè. Đây, lấy đây. May. Nên đây cũng bất nguyên. Dạ, ba mới nghỉ phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tối lục nữa lấy bao. Ôi,
mà lớp giáo ra bên phòng mà ai cũng cướp. Bây giờ mình sẽ lại 10.000 cân bơ và có rau.
mấy chục nghìn cân bơ giờ bán mười nghìn này, nó đang bán mấy chục nghìn cân bơ, 10.000 cân thì trả tranh nhau là ai hai cân bơ hai cái cháu nó phải to cò vào nó mới phải
60.000 một đôi chỉ có 60.000 nào. Nhanh chân nhanh tay lựa chọn cho mình, lựa chọn cho lại gia đình nhà mình những sản phẩm tốt nhất trong buổi chợ ngày hôm nay nào. Đó kính 10.000 một đôi chỉ có 60.000 nào. Xả kho xả hàng nào chỉ còn 60.000. Yeah.
giàu cho cháu này. Oh.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
chị ạ. Đây vào đây. Mày đổ cho bà ba cái mấy cây to này, bỏ mấy cây to. Mày muốn cây to, củ to của bà. Bà thổi bằng đôi, đây là ngọn. Đấy, thấy chưa? Cháu vừa dùng cái đũa này nào chén dao có đâu được dao đâu làm nào yêu ai được thì cưa thích ấy đây 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 chỉ có dao kia là dễ nhất quắm vướng cái chuôi dài. Cái bên rổ lên đây. Cái hai củ này chả biết có lấy không? À có con. Đấy. Cái rổ này. Đâu con dao của chị đâu? Đây, cháu cháu đang lấy. À, thôi thôi được. Cái lọc đâu.
tì to này. Hôm nay là mưa nhậu. Mẹ thì tông mua cái cây nào chưa? Gãy nào chưa? Cho đấy nhá. Cho đây vào. Chú quay. Ôi. Thế bốc mấy cái đấy vào gùi nhé. Mày chạy. Trường hợp nghèo quá mà cũng kết nối. Cháu mắn của chị bên kia. Đây, cái củ nào đặc nặng? Đây, cái củ biết biết đấy à? Đây,
thế thì tôi bên gì á, sáu luôn giả sáu đây không có sắm nhưng mà chưa được nhưng không có bỏ thật đâu con má của ta đâu con cần đã chỉ cần đã chỉ cần đã cho nó chỉ cần đã mày ơi này rồng lắm mà đây các bạn này một chân này mà một chân mấy con tao bảo là ba tiêm một cái cái thủ bên cạnh này cũng nản cũng lười cũng xì à đây là em ơi, em dạ, đây nhá, cho 2 cân này nhá, tôi tính 20.000. Rồi, 2 cân. Ừ. Về bỏ vào lại nhớ một con nhá. Vâng. Chị ơi, 1 cân 6. Đấy là mai tôi. Thank you.
cân mà tôi chưa cân. Ở chỗ kia có nước mà. Đi lên.